Thời sự quốc tế ngày 30 tháng 10 Israel tung hình ảnh xe tăng ở Gaza khi cuộc chiến Hamas ngày càng dữ dội. Israel tuyên bố sẽ truy đuổi thủ lĩnh của Hamas đến cùng. Ông Netanyahu xin lỗi vì đăng bài chê trách tình báo Israel. Hoa Kỳ điều lực lượng phản ứng nhanh về phía đông địa Trung Hải. Mỹ kêu gọi Israel bảo vệ dân thường, tăng cường viện trợ cho Gaza. Israel triệu tập đại sứ Nga để phản đối việc Moscow tiếp đón phái đoàn Hamas gián mất đầu, diễn đàn tương sơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc trong bối rối. Phó Thủ tướng Hà Lập Phong thay ông Lưu Hạc làm giám đốc văn phòng tài chính Trung ương, việc chuyển giao quyền lực làm giấy lên nghi ngờ. Bình luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc quá hung hăng ở Biển Đông, chính quyền Tổng thống Biden phải đáp trả. Hải quân Hàn Quốc hỗ trợ tổng Triều Tiên mắc cạn. Quý vị đang theo dõi mục Thời sự quốc tế ngày 30 tháng 10 của DKN và sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những cập nhật về xung đột ở giải Gaza. Ngày 29 tháng 10, Israel đã báo hiệu ý định bao vây thành phố chính của Gaza khi công bố hình ảnh xe tăng chiến đấu ở khu vực, 48 giờ sau khi ra lệnh mở rộng các cuộc tấn công trên bộ qua biên giới phía đông. Israel tuyên bố rằng giai đoạn thứ hai của cuộc chiến chống lại phiến quân Hamas ban đầu được dự kín với việc vác lực lượng di chuyển trong bóng tối và viễn thông bị cắt đứt. Theo người dân Gaza, việc cắt điện thoại và Internet dường như đã giảm bớt vào ngày 29 tháng 10, nhưng chúng đã cản trở nghiêm trọng các hoạt động cứu hộ do các cuộc tấn công của Israel, đặc biệt là ở phía bắc thành phố Gaza, nơi đặt trụ sở chính phủ và các trung tâm chỉ huy của Hamas. Cùng với các bức ảnh về xe tăng của quân đội Israel, một số hình ảnh trên mạng xuất hiện cho thấy các binh sĩ Israel vẫy cờ Israel ở sâu bên trong Gaza. Những bức ảnh chưa được xác minh một cách độc lập. Hamas cho biết họ đã bắn súng cối chống lại lực lượng Israel ở phía bắc Gaza và đã bắn tên lửa vào xe tăng của Israel, phất lờ các báo cáo về những bước tiến sâu của đối phương. Quân đội Israel hôm Chủ nhật cho biết, các máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công hơn 450 mục tiêu của Hamas, bao gồm các trung tâm chỉ huy tác chiến, các trạm canh gác và các trạm phóng tên lửa chống tăng trong 24 giờ qua. Cơ quan này nói thêm rằng một số tay súng đã xuất hiện từ một đường hầm gần biên giới Israel, tuy nhiên họ đã bị giết hoặc bị thương trong cuộc đụng độ với quân đội Israel. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, chúng tôi đang dần mở rộng hoạt động trên bộ và phạm vi lực lượng của chúng tôi ở giải Gaza. Ngày 29 tháng 10, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari thề rằng quân đội nước này sẽ truy đuổi Yahya Sinwa, thủ lĩnh Gaza của Hamas cho đến khi tiếp cận được ông ta. Ông cho biết người dân Gaza đã nói về việc Sinwa đã mang thảm họa đến cho họ như thế nào. Ông Hagari nói thêm, Sinwa là người phải chịu trách nhiệm về việc tàn phá Gaza. Ông nhấn mạnh, Sinwa suy nghĩ và hành động như một kẻ sát nhân. Điều đó đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Hamas còn nguy hiểm hơn ISIS. Đêm 28 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai xin lỗi sau khi cáo buộc tình báo Israel thất bại trong việc cảnh báo về cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Thủ tướng Netanyahu viết trên mạng xã hội X: "Chưa bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào Thủ tướng Netanyahu được cảnh báo về ý định phát động cuộc tấn công của Hamas. Trái lại, tất cả các quan chức an ninh, trong đó có cả người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự và người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Shin đều tin rằng Hamas đã bị kiềm chế." Đây là đánh giá được tất cả các quan chức an ninh và cộng đồng tình báo đệ trình lên thủ tướng và nội các nhiều lần cho đến khi xung đột nổ ra. Bài viết được đăng vài tiếng sau khi ông Netanyahu tổ chức một cuộc họp báo, trong đó phóng viên đã hỏi lãnh đạo Israel rằng liệu thủ tướng có được cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc tấn công hay không. Bài đăng bị xóa vào sáng ngày 29 tháng 10 và ông Netanyahu đã viết thông điệp xin lỗi ngay sau đó. Ông viết: "Tôi đã sai, những điều tôi đăng sau buổi họp báo đáng lẽ không được phép nói ra." Và tôi xin lỗi vì việc này. Tôi hoàn toàn ủng hộ tất cả những người đứng đầu cơ quan an ninh, tôi ủng hộ tham mưu trưởng quân đội, các chỉ huy và binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel IDF đang ở mặt trận và chiến đấu cho quê hương chúng ta. Cùng nhau chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 10, ông Netanyahu nói rằng Israel đã hứng chịu một thất bại khủng khiếp trước các cuộc tấn công của Hamas và việc này sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Ông nói sẽ không có hòn đá nào bị bỏ sót. Hiện tại nhiệm vụ của tôi là cứu đất nước và dẫn dắt binh lính giành chiến thắng hoàn toàn trước Hamas cũng như các thế lực đối địch. Ngày 30 tháng 10, đài CNN dẫn nguồn tin từ hai quan chức cho biết, lực lượng phản ứng nhanh của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang di chuyển về phía đông biển địa Trung Hải. Động thái này của phía Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh nước này lo ngại về cuộc chiến ở Gaza mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực. Các quan chức cho biết đơn vị viễn trinh thủy quân lục chiến số 26 trên tàu tấn công đổ bộ USS Batan đã hoạt động ở vùng biển Trung Đông trong những tuần gần đây và đã bắt đầu tiến về kênh đào Suez vào cuối tuần trước. Một quan chức cho biết con tàu tấn công Batan hiện đang ở Biển Đỏ và dự kiến sẽ sớm đi vào phía đông địa Trung Hải. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang có kế hoạch tiếp cận gần Liban và Israel hơn khi Mỹ đang cảnh báo công dân rời khỏi Liban. Một trong những vai trò tiêu biểu của đơn vị viễn trinh thủy quân lục chiến là giúp đỡ dân thường sơ tán. Hiện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trước đó ngày 24 tháng 10, Tòa Bạch Ốc cho biết, việc không lên kế hoạch sơ tán công dân Mỹ khỏi Trung Đông bao gồm cả Israel và Liban là thiếu thận trọng và vô trách nhiệm. Nhưng vào thời điểm đó, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ông John Kirby cho biết, hiện tại chưa đến thời điểm để chúng tôi ra quyết định. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 10, khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ ở Gaza, Đại sứ quán Mỹ ở Beirut một lần nữa kêu gọi người Mỹ rời đi ngay bây giờ. Ông cảnh báo rằng thời điểm tốt nhất để rời khỏi một đất nước là trước khi xảy ra khủng hoảng. Ngày 29 tháng 10, Hoa Kỳ đã kêu gọi Israel bảo vệ thường dân ở Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo ngay lập tức, trong bối cảnh số người thiệt mạng ở Gaza ngày càng tăng. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu rằng Israel có quyền tự vệ và nên làm như vậy theo cách phù hợp với luật pháp quốc tế về bảo vệ dân thường. Ông Biden và ông Netanyahu đã thảo luận về nỗ lực bảo vệ hơn 200 con tin bị phiến quân Hamas của Palestine bắt giữ trong cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường ngay lập tức và đáng kể dòng hỗ trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu của dân thường ở Gaza khi nguồn cung cấp ở vùng đất này ngày càng cạn kiệt. Trong bối cảnh số người chết ở giải Gaza lên tới hàng nghìn người và ngày càng gia tăng, chính quyền của ông Biden đang chịu áp lực ngày càng tăng để làm rõ rằng sự ủng hộ kiên định của họ đối với Israel không được chuyển thành sự tán thành chung chung đối với tất cả những gì đồng minh của họ đang làm ở vùng đất nghèo khó này. Trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đó vào ngày 29 tháng 10, Cố vấn an ninh quốc gia tòa Bạch ốc ông Jack Sullivan cho biết, Israel có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của những người dân vô tội ở Gaza. Ông Sullivan nói rằng Washington đang đặt ra những câu hỏi khó đối với Israel, bao gồm các vấn đề xung quanh viện trợ nhân đạo, phân biệt giữa những kẻ khủng bố và thường dân vô tội, cũng như cách Israel suy nghĩ về hoạt động quân sự của mình. Hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 29 tháng 10, Israel đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối việc Moscow tiếp đón phái đoàn từ Hamas vào tuần trước. Trong một tuyên bố Bộ Ngoại giao Israel dẫn lời các quan chức cấp cao của nước này đối với đại sứ Anatoly Viktorov, việc Moscow tiếp phái đoàn Hamas là gửi thông điệp hợp pháp hóa chủ nghĩa khủng bố chống lại người Israel. Các quan chức Israel mô tả việc triệu tập đại sứ Nga như một sự phản đối hơn là một lời khiển trách. Đáp lại, Nga mô tả việc tiếp đón phái đoàn Hamas là một nỗ lực nhằm duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Diễn đàn Tương sơn Bắc Kinh, hội nghị ngoại giao và quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc đã khai mạc vào chủ nhật ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là diễn đàn thường do Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì, nhưng Trung Quốc vừa cách chức Bộ trưởng Quốc phòng vài ngày trước đó mà không bổ nhiệm người kế nhiệm. Điều này đã khiến diễn đàn Tương Sơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc trong tình thế bối rối khó xử. Diễn đàn Tương Sơn sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bắc Kinh từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10. Ở Trung Quốc, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ yếu là ngoại giao quân sự hơn là chỉ huy chiến đấu, không còn nghi ngờ gì nữa. Diễn đàn Tương Sơn, nơi quy tụ các quan chức quốc phòng quốc tế do Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì nay như rắn mất đầu. Vào ngày 24 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ tuyên bố cách chức Lý Thượng Phúc khỏi các chức vụ ủy viên quốc vụ và Bộ trưởng Quốc phòng mà không có lời giải thích. Trung Quốc hy vọng sử dụng diễn đàn này để thúc đẩy chính quyền của ông Tập Cận Bình và xích lại gần hơn với các nước đang phát triển khi nước này phải đối mặt với thách thức từ Mỹ và các đồng minh nhằm kiềm chế tham vọng quân sự của Bắc Kinh. Reuters cho rằng diễn đàn Tương Sơn năm nay được tổ chức vào thời điểm đáng xấu hổ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang thiếu một bộ trưởng quốc phòng mà trách nhiệm chính của bộ trưởng quốc phòng là liên lạc với các nhân viên quân sự nước ngoài trong những dịp quốc tế như vậy. Với việc vị trí bộ trưởng quốc phòng còn trống, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Trương Hữu Hiệp và ông Hà Vệ Đông, các phó chủ tịch quân ủy trung ương, những người lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong quân đội đã gặp các bộ trưởng quốc phòng Lào, Mông Cổ và Việt Nam vào ngày 28 tháng 10. Ông Trương Hiệu Hiệp cũng đã tổ chức các cuộc hội đàm riêng với các bộ trưởng quốc phòng Myanmar, Đông Timor và Belarus vào ngày 29 tháng 10. Trước khi diễn đàn Tương Sơn lần thứ 9 được tổ chức vào năm 2019, hoạt động ngoại giao quân sự này do Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Ngụy Phượng Hòa phụ trách. Trong số các đại diện Trung Quốc tham dự diễn đàn những năm trước, mặc dù còn có Phó Chủ tịch Quân ủy nhưng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người tham gia thường xuyên. Ngày 24 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thông báo ông Lý Thượng Phúc sẽ bị cách chức Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng không giải thích lý do. Chính quyền Bắc Kinh cũng không công bố sự thay đổi chính chính thức nào. Ngày 26 tháng 10, ông Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, từ chối trả lời trực tiếp khi được truyền thông nước ngoài nêu câu hỏi về lý do Bắc Kinh cách chức ông Lý Thượng Phúc. Ông Thư Thiếu Hoàng, trợ lý nghiên cứu tại Sở Nghiên cứu Khái niệm tác chiến và Kỹ thuật Tiên tiến thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan nói với Đại kỷ nguyên tiếng Anh vào ngày 26 tháng 10 rằng ông Tập Cận Bình gặp khó khăn trong việc bầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hỗn loạn và vẫn chưa giải quyết được mọi chuyện. Không loại trừ khả năng một số lãnh đạo quân đội mới không hài lòng với cách ông Tập Cận Bình xử lý ông Lý Thượng Phúc. Năm nay, ông Trương Hữu Hiệp sẽ có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn Tương Sơn, một nhiệm vụ thường do Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện. Diễn đàn Tương Sơn diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh đang tập trung thu hút các quốc gia phía Nam toàn cầu. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc quảng bá diễn đàn Tương Sơn như một giải pháp thay thế của Trung Quốc cho đối thoại an ninh ở Singapore, nhưng Reuters chỉ ra rằng do lo ngại về tính cởi mở của diễn đàn Tương Sơn, nhiều nước phương Tây không mấy mặn mà tham gia. Các nước phương Tây có thể là tránh né hoặc chỉ cử các đoàn quy mô nhỏ cấp thấp tham dự. Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters, một số nước châu Âu bao gồm cả Pháp có kế hoạch cử một phái đoàn nhỏ của Bộ Quốc phòng tới tham dự diễn đàn Tương Sơn. Một quan chức NATO cho biết, phái đoàn NATO sẽ do Wendy Smith, giám đốc chính sách an ninh dẫn đầu một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do ông Santi Karras, giám đốc phụ trách các vấn đề Trung Quốc của Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đây là phái đoàn đầu tiên của ngũ giác đài tới thăm Trung Quốc kể từ năm 2019. Theo báo cáo Kyodo News của Nhật Bản, Tokyo đã cử hai quan chức của Viện Nghiên cứu Quốc phòng đến tham gia diễn đàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dự kiến sẽ là diễn giả đầu tiên có mặt tại lễ khai mạc diễn đàn Tương Sơn một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có ý định biến Nga, quốc gia xâm lược Ukraine vào năm 2022 trở thành trung tâm của diễn đàn. Nhưng vào ngày 29 tháng 10, tên của ông Shoigu không còn có trong chương trình nghị sự. Ngày 29 tháng 10, truyền thông cho biết ông Hà Lập Phong, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay thế ông Lưu Hạc làm Giám đốc Văn phòng Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương. Gần đây, cấp phó Lưu Mân của ông Lưu Hạc không còn giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Tài chính Trung ương nữa. Các nhà phân tích cho rằng việc ông Lưu Hạc đột ngột từ chức giám đốc văn phòng tài chính Trung ương có thể liên quan đến một cuộc đấu tranh nội bộ khác trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc vào ngày 29 tháng 10, ông Hà Lập Phong, ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và giám đốc văn phòng tài chính Trung ương đã gặp cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp Bernard Bon tại Bắc Kinh. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc thực hiện kết quả của đối thoại kinh tế và tài chính cấp cao Trung Quốc Pháp lần thứ 9 và các chủ đề khác. Điều này cho thấy ông Hà Lập Phong đã kế nhiệm ông Lưu Hạc làm giám đốc văn phòng tài chính trung ương. Tên đầy đủ của văn phòng tài chính trung ương là văn phòng ủy ban kinh tế tài chính trung ương, là cơ quan trực thuộc ủy ban kinh tế tài chính trung ương. Tập đoàn lãnh đạo kinh tế tài chính trung ương được coi là tổ chức tài chính quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế do ông Tập giữ vai trò lãnh đạo. Trước đó, chức vụ giám đốc văn phòng tài chính trung ương do ông Lưu Hạc nắm giữ. Vào tháng 3 năm nay, ông Lưu Hạc, 71 tuổi, đã từ chức phó thủ tướng. Đồng thời, trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Bộ Tài chính Lưu Mân sẽ không còn giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Ủy ban Kinh tế Tài chính Trung ương bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Ông Lưu Mân được coi là cấp phó của ông Lưu Hạc. Sau khi ông Lưu Hạc trở thành Giám đốc Văn phòng Tài chính Trung ương, ông đã thăng chức cho Lưu Mân lên làm Phó Giám đốc. Nhà bình luận chính trị Lý Nhất Lâm tin rằng ông Lưu Hạc và các nhân viên của ông từ trước gần như cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là những người trong hệ thống của ông Lưu Hạc đã rút khỏi trung tâm quyền lực tài chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các phó thủ tướng đương nhiệm Hà Lập Phong và Đinh Tiết Tường đều không phải là chuyên gia tài chính. Đây là một trong những lý do khiến Lưu Hạc vẫn giữ chức vụ giám đốc văn phòng tài chính trung ương cho đến nay. Điều đáng chú ý là cách đây vài ngày, truyền thông Hồng Kông đăng bài viết cho biết ông Lưu Hạc vẫn sắp nghỉ hưu và vẫn giữ quyền giám sát văn phòng tài chính và kinh tế Trung Quốc. Sau đó ông Lưu Hạc đột ngột từ chức giám đốc văn phòng tài chính trung ương. Điều này cho thấy có thể đã có một số đấu tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù ông Lưu Hạc và ông Hà Lập Phong đều là bạn nối khố của ông Tập Cận Bình, nhưng họ cũng bị chia rẽ thành nhiều phe phái. Đặc biệt, hiện nay ông Lý Khắc Cường vừa qua đời, động thái của các quan chức trong quốc vụ viện và lĩnh vực tài chính rất đáng chú ý. Theo báo Washington Post, khi chính quyền Tổng thống Biden đang tập trung vào các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, luôn có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng mới ở một khu vực khác trên thế giới, chẳng hạn như một cường quốc đối thủ lợi dụng sự sao lãng để phô trương cơ bắp hoặc gây tai họa. Đó dường như là những gì đang xảy ra ở Thái Bình Dương, trong đó chính quyền Trung Quốc là bên gây rắc rối chính. Theo Washington Post, đây có thể là một mô tả quá nhẹ nhàng cho những hành động nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông. Đúng hơn, Bắc Kinh dường như đang tham gia vào các hành động khiêu khích có chủ ý, thử thách Hoa Kỳ và một trong những đồng minh chính của nước này trong khu vực là Philippines. Biển Đông từ lâu đã được coi là điểm xung đột tiềm ẩn dễ xảy ra nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là lý do tại sao quân đội hai nước nên nối lại liên lạc càng nhanh càng tốt, bao gồm cả đường dây nóng liên lạc trong khủng hoảng để tránh tai nạn ngoài ý muốn leo thang thành xung đột toàn diện. Hành vi của chính quyền Trung Quốc những ngày gần đây ở Biển Đông dường như không phải ngẫu nhiên hay vô ý. Vào ngày 22 tháng 10, các tàu Trung Quốc đã cố tình va chạm với một tàu bảo vệ bờ biển và một tàu tiếp tế của Philippines. Con tàu này được cử đến để hỗ trợ cho một phân đội thủy quân lục chiến nhỏ của Philippines đóng trên một tàu vận tải dì xét từ thời Thế chiến thứ hai mà Manila đang sử dụng để khẳng định chủ quyền của mình đối với một tiền đồn tranh chấp được gọi là bãi cạn Thomas thứ hai. Trung Quốc tuyên bố bãi cạn này là của riêng mình và họ chỉ đang cố gắng ngăn chặn sự vận chuyển vật liệu xây dựng bất hợp pháp. Philippines đã lên án một cách đúng đắn những hành động nguy hiểm, vô trách nhiệm và bất hợp pháp của Trung Quốc trong việc giàn dựng vụ va chạm. Trên thực tế, các hành động của Bắc Kinh giống như một cuộc phong tỏa bãi cạn xa xôi và không thể được phép duy trì. Trung Quốc cũng đã tăng cường các hoạt động khiêu khích trực tiếp chống lại máy bay Mỹ bay trong không phận quốc tế trên Biển Đông đang tranh chấp. Chỉ hai ngày sau sự cố với tàu Philippines, một máy bay phản lực J-11 của Trung Quốc đã cố gắng liều lĩnh ngăn chặn một chiếc B-52 của Mỹ vào ban đêm, áp sát máy bay Mỹ một cách nguy hiểm. Quân đội Mỹ đã công bố một đoạn video chi tiết về vụ va chạm gần giữa không trung, cáo buộc phi công Trung Quốc bay không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Theo Washington Post, có lẽ đây là cách Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chuyển hướng sự chú ý của người dân khỏi các vấn đề trong nước ngày càng gia tăng, từ nền kinh tế đang suy thoái đến khủng hoảng lãnh đạo ông vừa chính thức sa thải bộ trưởng quốc phòng lý thượng phúc và cũng tước bỏ chức danh chính thức cuối cùng của cựu bộ trưởng ngoại giao tần cương ông tập có thể cho rằng hoa kỳ quá tập trung vào cuộc chiến của israel với hamas và việc nga xâm chiếm ukraine mà không chú ý đến các động thái ngày càng đối đầu của quân đội trung quốc các quan chức trung quốc những bậc thầy trong việc chỉ trích và áp đặt hành động của chính phủ họ lên người khác tất nhiên đã cáo buộc quân đội mỹ thực hiện một động thái khiêu khích bằng tàu chiến của hải quân bắc kinh đã phát hành video của riêng mình để chứng minh cho tuyên bố suy đoán Washington Post cho rằng dù lý do chính xác của Trung Quốc là gì đi nữa, thì chính quyền Tổng thống Joe Biden phải liên tục gửi lời nhắc nhở tới Bắc Kinh và các đồng minh của Mỹ trong khu vực rằng Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương và có thể giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Phát biểu trong tuần qua khi Thủ tướng Úc tới thăm, Tổng thống Biden đã gửi đi một tín hiệu đúng đắn khi nhấn mạnh rằng cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ đối với Philippines là chắc chắn. Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu, máy bay hoặc quân đội Philippines sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 giữa hai nước, trong đó Hoa Kỳ cam kết sẽ đối phó với những nguy hiểm chung theo quy trình hiến pháp của mình. Việc khôi phục lại cam kết gian đe này là cách đúng đắn để củng cố hiệp ước này, và việc củng cố hiệp ước là cách đúng đắn để bảo đảm rằng chính quyền Trung Quốc không muốn thử nghiệm hiệp ước đó. Theo hãng tin AFP, tàu tuần tra Hàn Quốc cung cấp nước uống và thực phẩm cho một tàu Triều Tiên đã trôi giạt trên biển 10 ngày. Ngày 29 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, máy bay giám sát hàng hải của họ đã phát hiện một con tàu không xác định ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nước này và phái tàu tuần tra tới tìm hiểu tình hình. Theo thông tin từ phía Seoul, khi tàu tuần tra Hàn Quốc đến gần, những người trên con tàu trôi dạt đã vẫy cờ cầu cứu và các thủy thủ Hàn Quốc xác nhận đó là tàu của Triều Tiên. Thủy thủ đoàn trên tàu Triều Tiên nói rằng họ đã bị trôi dạt 10 ngày và bày tỏ mong muốn được quay trở về nước. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết thêm họ yêu cầu được cung cấp thực phẩm, nước uống và phía Hàn Quốc đã đồng ý vì lý do nhân đạo. Tuyên bố của cơ quan này viết, Triều Tiên cũng đã được thông báo thông qua Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và mạng lưới liên lạc hàng hải quốc tế để có thể giải cứu con tàu gặp nạn. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây xin được tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo